Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyền dài kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng hồi hộp và kịch tính trong bộ truyền với lời hạnh phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và trưa ngày hôm nay sẽ là tập 22 của bộ truyền này. Như chúng ta đã biết thì giờ đây cả sao và Thủy đang dần lên một kế hoạch vô cùng nguy hiểm để giải cứu cho bà Nhuận. Liệu rằng kế hoạch này có thực hiện thành công chót lọt hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cống nhề kiếm chỉ sổ nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 22 Siêu Phẩm với Lê Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua phần diễn đọc của Lúc này thì ông cụ nhìn theo thằng con trai nghiền ngập, lân ngất đi khỏi con đường đến rồi thở dài. Khánh thì thoảng vào đây nhìn thấy sủi điên, đa phần là sợ hãi, chỉ biên rối rít nói ông cụ đuổi đi. Có mấy ai hào phóng, cho hẳn hai chiều như vậy, Câu hỏi của ông Tư tuy rằng đơn giản Vậy nhưng mà lại như con sao cứ vào tim người cha Có thằng con trai nghiền ngập Chầm giọng Ông cô tâm sự Cũng không giấu gì hai người Tôi mất vợ từ thời còn trẻ Đẻ được mỗi thằng con trai Vậy nên tôi cũng chiều chuộng lắm Ngày xưa thì nó học giỏi lắm Còn được thầy cho đi chỗ nọ chỗ kia Vậy nhưng sau khi tôi học được Cái nghề làm vua của bố tôi để lại Lúc đó nói thẳng ra Làm thiếu hiểu biết Thiếu suy nghĩ Làm được mấy loại bùa đơn giản Đã kiếm được tiền chiều Người đời hay bảo Thứ gì dê kiếm quá thì cũng không tốt Quả đúng là như vậy thật Sau khi tôi dùng dành về tiền bạc Thì tôi đã bảo thằng xuôi nghỉ học Theo tôi làm thầy Lúc bấy cứ nghĩ học giỏi Thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu Thế là tôi chỉ dạy cho nó cách làm bùa Mỗi lần người ta đón đi khấn đền thờ hay làm bùa, tôi đều cho nó đi cùng. Đợt đó tôi vẫn còn nhớ mãi cái lần đi điện biên, giám danh với Trung Quốc. Bởi vì gần biên giới cho nên Mai Thúy buôn bán nhiều còn hơn cả sau. Sau khi làm lễ cúng xong, chỗ nhà có mời chúng tôi hôn thứ thuốc đó. Biết là thứ này là chất không tốt, cho nên tôi đã dặn con trai mình không được thử. Với nhân thanh niên thì cứ hay thể hiện. Tính thì lại tò mò, vậy nên nó đã thử ngay. Chúng tôi ở trên đấy công làm lễ gần một tuần. Tiền công được trả rất nhiều. Vậy nhưng đổi lại, con trai tôi đã dính vào thư đó kể từ đấy. Thủy vong tư như bị cuốn vào câu chuyện gia đình của ông cụ. Hóa ra cuộc đời người đàn ông mang sang thầy bùa cũng quá đuối buồn tẻ. Ông Tư nghe xong thì hỏi Bị nghiền thì phải đi cai chứ Bây giờ nhà nước mình xây dựng Rất nhiều trại cai nghiền tập trung Không hề mất tiền Sau khi cai xong lại được về nhà khỏe mạnh Tu chỉ làm ăn má Ông cổ nghe xong thì cười Nụ cười chua chát Lệch hẳn cả mồm ông đáp Tôi cũng có đưa đi rồi đi chứ Vậy nhưng không một ai dám nhận Thằng sủi vào trước cả Đúng là cái nghề nó hay đi với cái nghiệp. Ngày xưa đi theo tôi làm bùa vậy nên nó cũng biết một số loại. Thế nên hôm đầu tiên tôi tống nó vào trại. Tức là không hiểu nó làm cái gì mà cán bộ quản trại đã thả gần 300 con nghiền ra ngoài. Hỏi ra thì người ta mới nói là sáng hôm ấy thằng Sùi có mời quản trại chai nước lòng tôi mang lên phòng lúc khác để uống. Thế mà đến tối thì không hiểu sao. Cán bộ mắt trần ngược rồi cười cợt cứ như điên xài vậy. Thế rồi sau đó thì không nói không rằng gì cả. Mở cửa cho cả trăm con nghiền chạy thoát. Có người bào thằng xuôi cho cán bộ uống bùa. Thế là kể từ đó, tôi có tống đi chạy nào người ta cũng sợ mà không dám nhận ấy. Ây, cũng là cái số. Bây giờ thì nó cũng đã nặng quá rồi. Không ai quản được cả. Cũng không ai dám dây vào nó sợ phải vãi. Thầy cô kể xong thì cũng rơi nước mắt Thầy nhíu mày rồi tránh Thầy làm cha mà không nhé Lại không có cách gì chỉ con mình được hay sao Thầy luyện được bùa Sai khiến được cả bệnh ma quỷ cơ mà Chỉ cần một lá bùa là xong chuyện thôi Ông tôi lắc đầu thở sai rồi đáng Đúng Tôi đúng là thầy bùa Bùa gì tôi cũng làm được cả Kể cả là bùa điên trong cả trăm các loài bùa ngải mà tôi đã từng biết, từng làm, thế mà lại chẳng có loài bùa nào cai nghiền được cả. Nhiều lúc nhìn thấy con cứ lân ngân, cứ như là đứa sợ hơi. Muốn làm một lá bùa cho nó chết hẳn đi. Vậy nhưng lại không đành. Nó mất mẹ từ khi còn nhỏ, đã là một sự thiệt thòi. Mà chính tôi lại là người bắt nó bỏ học, đi theo cái nghề thầy bùa này. Cũng chính tôi đưa nó lên điền biên, để rồi nó dính vào cái thứ kia. Nếu như làm bùa thì phải làm cho tôi uống mới đúng ý. Cả đời tôi làm bùa cho người ta để kiếm tiền. Không nhẽ bây giờ có đứa con trai duy nhất. Cũng để nó uống thì quả thật là vô dụng mà. Ông cổ lắc đầu. Giọt nước mắt bất giác rơi trên đôi gò má của người đàn ông già nua. Nhưng nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Rồi giờ đây cũng đã chồng chấn theo năm tháng. Không kể thì chắc có lẽ ai cũng nghĩ ông làm cái nghề này sau có sung túc gia đình đầm ấm lắm đi tại khách sạn ven biển vừa mới đây bốn người mới ăn sáng xong nghe theo lời của sao bà may đòi đi biển bằng du thuyền và lặn ngắm san hô bị mất thú tiêu khiển ông nhuận không buồn chơi bời nhìn thê bà may đòi đi thì ông ta liền đáp thôi đi đi để làm gì chiều cũng về rồi cứ ở đấy đi, nghỉ mát tí rồi về. Chị bằng cứ ăn uống nghỉ ngơi, chiều về cho khỏe. Vậy nhưng bà May biếu môi lắc đồ rồi đáng. Sao lại như vậy được? Anh nói là em đưa em đi xa bệnh chưa còn gì. Sắp sửa trôi hết ngày rồi, anh vẫn chưa được đi đâu cả. Như thế thì con sẽ là đi biển nữa. Bị bà May Mẹ nhau như vậy tuy rằng mệt, nhưng mà vẫn gật đầu Nghĩ lại nếu như không phải vì bà là vợ mới về Thì ông sẽ không chiều chuộng Mà hắt hủi không khác gì bà Loan và bà Hằng đâu Sau khi nói với quản lý Người ta thông báo lúc 10 giờ sẽ xuất phát đi bệnh Thời gian chơi sẽ tầm 4 tiếng Có phục vụ bữa trưa trên du thuyền Sao chắc mầm Tầm 2 giờ thuyền vào bờ Muốn xăm xím để về Chắc phải tầm 6-7 giờ mới đến nhà Có lẽ lúc ấy Thủy và ông Tư cũng đã đưa bà Nhuận về đến. Công việc hoàn thành và không bị phát hiện ra bất cứ điều gì cả. nghĩ đến đây thì sao suy nghĩ về chuyện. Nếu như sau khi bà Nhuận chữa khỏi bệnh thần kinh rồi, thì sẽ phải xử lý ông Nhuận thế nào cho phải đây? Không thể nào cứ để cho bà Nhuận ở chung với ông chồng đã từng lấy buồn ngài hành hạ vợ trong suốt 10 năm sòng xá. Không ai dám đảm bảo ông ta sẽ làm lại chuyện này một lần nữa hay không? Hay là có khi nguy hiểm hơn Là ông ta sẽ giết bà Nhuận Để bà không thể nào nói gì trước khi biết được sự thật Trong lúc xếp hàng chờ đợi lên du thuyền Sao có nhắn tin cho Thủy hỏi tình hình Anh nói là mọi việc Vẫn tốt đẹp Anh đã đến nhà ông cụ từ sáng Khiến sao cũng yên tâm Cô có hỏi về chuyện sau khi khỏi bệnh Anh định xử lý ông Nhuận xa sao Thì Thủy nhắn lại Em cứ yên tâm riêng ông ta thì anh đã có canh sao đọc xong thì cất điện thoại vào trong túi cô không ngờ được rằng cái mần đứng từ đằng sau đã nhìn được màn hình tin nhắn lại là cái mần con bé giật mình không nói gì hẳn như những dòng tin nhắn đã nói lên tất cả về chuyện tại sao sao lại đòi đi biển trong khi ba ngày qua không thấy cô chơi bơi hay làm gì cả những cái tán tuy rằng đau đớn Vậy nhưng cây mình cũng chẳng khác nào vua lì đòn. Nó vẫn ôm một bồm thù hình và chờ đợi thời cơ đáp trả. Lúc này thì nó ngoái xuống. Đoàn người xài sẵn sàng để tìm ông Nhuận xem là ông ta đang ở đâu. Thế nhưng mà nó hoàn toàn không nhìn thấy. Từng người nhức lên phía trước, nó cũng bị sồn lên. Bắt buộc nó phải đi lên thuyền để không bị những người phía sau chửi và xô lấn trong lúc này ông nhuận đang về phòng lấy chiếc điện thoại từ tối hôm qua đến bây giờ ông cứ như người mất hồn vậy sau khi mất đi con hành nhân thì chẳng khác nào sắt bò bị tuột dây muối ông thất thần quên hết thứ nọ rồi đến thứ kia không biết làm thế nào để tìm được nó ông còn đành bồng ở thêm một ngày nữa để tìm xem có thấy hay không nếu như cần thì ông sẽ trao thưởng cho ai tìm thấy nó và bằng mọi cách phải tìm lại con hành nhân ấy cho bằng được sau khi lấy được điện thoại Ông đi xuống dưới sảnh Vậy nhưng khi đi ngang qua quầy lễ tân Ông đã bị đám ồn nào phía trước gây chú ý Người đàn bà đi nghỉ mát Không may mất đồ Bà ta bắt phải kiểm tra camera xem Ai đã vào phòng bà ấy Ban đầu thì ông nhuận định không quan tâm Vậy nhưng về sau ông lại giật mình Chẳng phải là ông cũng đang mất đồ đấy thôi Nghĩ như vậy Ông nhanh chân quay lại quầy lễ tân rồi ông nói Chào anh. Tôi cũng muốn xem lại camera. Cho tôi nhìn lại chứng xuân camera ở bờ biển. Cho kê ghế với. Thế nhưng đáp lại lời nói của ông Nhuận người nhân viên liền trả lời. “Sin <laughs> à, xin lỗi thưa ông. Chỗ đó camera không thể tới được. Mong ông thông cảm cho. Nghe xong thì ông Nhuận hơi hụt hẫng. Thế nhưng lúc sau ông nói tiếng. Rồi âm thầm nhét ít tiền vào túi áo của hắn ta. Không sao Tôi chỉ cần nhìn camera chỗ hành lang Tầng 2 sát cầu thang Khoảng từ 12 giờ cho đến 1 giờ dưới là được mà Nhân lúc người đàn bà kia xem camera Người ta cũng cho ông xem kẻ Mục đích của ông thì không có gì khác Chính là muốn xem sao có ra khỏi phòng hay không Nếu như cô ra khỏi phòng thì đích thị Cô đã đi gặp ông Nhưng cảm giác khi đó không phải là ảo Mà chính là sự thật và sau lúc ấy Sam sơ vào tầm nghi ngờ lớn nhất Lúc ra bờ biển Ông không biết lúc đấy Là mấy giờ bởi vì quá say Ông nhận tròn lúc 12 giờ Bởi vì theo như lời của cái mận Lúc đó thì sao còn điện thoại lúc 12 giờ Nên ông muốn căn vào khoảng thời gian ấy Khi camera được quay nhanh Ông nhuận căng mắt ra nhìn Và kia Người ông nghi ngờ đấy chính là sao đã xuất hiện Dừng lại đi anh Tiếng của ông nhuận cất lên xa lệnh dừng lại Người lễ tân lập tức dừng đoàn phim Ở trên ấy Sao mở cửa đi ra ngoài Chạy thẳng về hướng cầu thang vào giữa đêm hôm Và dường như ông đã Nghiệm xa rất nhiều điều Xong trai anh ơi Thuyền sắp khởi hành rồi đấy Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ đúng Ông nhận cảm ơn người lễ tân rồi nhanh chóng đi lên du thuyền. Thật may, khi ông vừa lên đến nơi thì thuyền cũng rời bến. Trên du thuyền bây giờ có khoảng 30 khách. Trên thuyền có những khu ăn uống theo phòng tách biệt phù hợp với không gian riêng của từng đoàn. Sao đang đứng trên mũi thuyền nhìn xuống biển. Gió lớn khiến tóc cô bay lất phát. Cái mần đang tìm ông nhuận lẫn trong đám người du lịch. Nhìn thấy ông thì nó kéo ông vào một góc rồi nói. Sưởng à, con phát hiện ra con sao, nó cố tình dẫn dụ mình đi ra đây, để anh Thủy ở nhà đưa bà Nhuận đi chữa bệnh. Con đang nhìn thấy đoàn tin nhắn của nó hỏi Thủy. Rồi nó lại còn hỏi, khi đó, ông Nhuận thì sao? Anh Thủy nói rằng, anh ta đã có cách giải quyết ông đấy. Lần này ông Nhuận nghe xong thì gật đầu, bởi vì ông tin nó đang nói sự thật. Khi mà ông phát hiện xa sao ra ngoài vào đêm hôm ấy Cái hôm mà ông mất đi con hành nhân Ông đã không còn tin cô nữa Ngay lúc ấy Ông rút điện thoại gọi cho Thủy Anh đang đợi ông cô lấy những thứ chuẩn bị cho buổi tế Ban đầu Anh còn không buồn nhấc máy Thế nhưng về sau lại giờ ông ta sinh nghi Đành phải nghe máy à, Con nghe đi bố Thủy đấy à con Con ở nhà vẫn ổn chứ Mẹ con bấy sao rồi Thủy nhớ mày nhìn ông Tư Cuối cùng thì Thủy đáp. Mẹ được ông Tư cho uống thuốc Thế nên ngủ rồi bố à Nhưng mà sau khi không bố lại nhớ đến mẹ con vậy Thủy trột giả hỏi lại như thế Nhưng mà ông nhuần cười rồi nói À thì bố cũng chỉ hỏi han chút thôi Có gì thì chiều bố về đấy Nói xong đôi bên cũng tắt máy Thế nhưng mà Thủy cảm thấy ông ta rất lạ là... Có vẻ như ông ta đã biết được điều gì đó rồi thì phải. Quay sang bác Tư, anh liền nói. Bác này, ông nhận vừa gọi cho cháu đấy. Chưa bao giờ lão này gọi cho cháu cả. Vậy mà hôm nay lại còn hỏi han mẹ cháu. Thế có khi nào lão phát hiện ra chuyện gì rồi không? Ông Tư nhìn Thủy, ông bầm môi suy nghĩ rồi lắc đầu đám. Tôi nghĩ là có vẻ ông ta trột xả thôi Kiểu như thần sao cách cả mấy Bởi nói gì thì bà Nhuần Cũng mở với ông ta mấy chục năm Ít nhiều cũng từng gắn bó Mà chuyện này lại liên quan đến tâm linh Ông ta nóng ruột gọi Cũng không lấy gì làm lạ Hơn nữa tôi tin ở cô sao Cô ấy là người thông minh Không dễ gì ông ta bắt bài được cô ấy đâu Thủy nghe bác Tư nói thì thở phào Anh cũng mong chỉ cần sao giữ chân ông ta được ngày hôm nay Anh hứa sẽ giải quyết xong tất cả Giao vẫn đang đứng trên mũi tàu. Tầm này thì mọi người đang ở hai bên mạng để sắp sửa, đồ lặn đi đến chỗ săn hô. Khẽ bước đến chỗ cô, ông nhận đêm tính hỏi sao. Sao à? Có phải là bác làm gì thích lấy với con? Để con phải hận mà giấu đồ của bác đi không? Sao nghe xong thì ngơ ngác nai tư, nhìn như không hiểu gì, cô lại lấy lòng của ông. Ơm, um, bác à, bác nói gì vậy? Cháu biết ơn bác còn không hết, sao mà dám hận bác được? Bác có chuyện gì liên quan đến cháu, mong bác cứ nói thẳng ra. Bác mà cứ ấp ống như thế này thì cháu cũng không biết đâu mà trả lời được à. Thế sao vẫn cứ nai tơ không nhận, ông nhuận nói thẳng. tôi không nhớ là cháu còn phải để bác nói toạc ra hay sao? Sao? cái đêm hôm bác bị mất đồ tránh cháu đã ra khỏi phòng vào nửa đêm lúc bác say cháu đã nói chuyện với bác sáng hôm sau bác còn nghi ngờ nghĩ là mình uống nhiều quá nên gặp ảo giác vậy nhưng bây giờ bác có thể khẳng định đêm hôm ấy cháu đã gặp và lấy được con búp bê của bác cái mà lúc đấy nó còn thương và là người chứng kiến tất cả cháu lại còn đành chối cái sao Nghe xong thì sao đào mắt nhìn về phía con mình đang ngồi trên ghế bên màn tàu. Nó có vẻ đánh hơi được nguy hiểm liền bất giác nhìn sang phía trên nơi sao và ông nhuận đang đứng. Nhìn thấy ánh mắt sắc như sao của cô nó dùng mình lần tránh. Tìm nó đập như thế vừa chạy nhanh cả mấy cây số vậy. Trong đầu của nó đình ninh rồi tự nói với bản thân rằng Thôi chiều về con đi này kiểu gì cũng đánh mình cho xem. Mình cứ phải chuẩn bị tâm lý và không được đứng gần nó bất kỳ lúc nào cả Con danh con này Thì được ông nhuận đề mắt đến Rồi lại lên mặt với mình đấy mà Bà Mai cũng dè chừng nó Nó cũng chỉ là một đứa xuất thân từ quê lên Rồi may mắn được hưởng ké gia tài từ người khác thôi Hay ho cái gì đâu Mình không thể nào để nó lộng hành mái như vậy được Bất luận bằng giá nào Mình cũng phải đánh úp nó một lần cho hạ giả Chẳng qua mấy lần nó đánh mình bất ngờ Mình không đề phòng nên không chống trả Chứ mà nói thẳng ra Nếu như mà đánh tay đôi với nhau Nó đánh mình năm cái Mình cũng phải đánh trả được ba chứ Nghĩ trong bụng như vậy Để chấn hành tâm lý thôi Chứ nó có đánh trả được sao hay không Thì bản thân nó hiểu so nhất Không cần phải bất ngờ đánh Thì sao cũng chỉ cần một tay Sách ngược con mình Một mét từ lên một cánh vô cùng dễ dàng với thân hình cao to Từ bé đã làm việc nặng Chỉ cần một cái bàn tay của sao Cũng đủ khiến nó hoa mắt chóng mặt Phía bên đầu thuyền Ông Nhuận vẫn tra hỏi cô Biết là ông ta đã đánh hơi đường chuyện Cộng thêm con mình mắt lẻo Thì cô cũng không còn đường diễn Thế nhưng cô không thể thú nhận mọi chuyện Bởi vì nhiệm vụ của cô là kéo dài thời gian Để Thủy có thể xài được bùa Suy nghĩ lại Cô vẫn tiếp tục mặt dày mà mếu máu. Bởi vì cô biết những kẻ háo sáng rất sợ đàn bà khóc lóc mè nheo. Nên cô lại sợ bài than ván giải thích. Bác à, cháu hỏi bác nhé. Tới bây giờ bác tin cái mình hay là tin cháu đi? Bác mà tin nó thì bác đang nghi cháu là đồ ăn cắp à? Chuyện cháu đi ra khỏi phòng vì sao mà bác lại cứ áp đặt cháu rằng Cháu đã đến gặp bác nhỉ Thật đúng là nực cười mà Không phải là bác nói cháu ăn cám Bác chỉ là đang thuyết phục cháu rằng Nếu như cháu có tò mò Cầm lấy thứ gì đó quan trọng của bác Thì mau trả lại đi cho bác Để không phải thẩm quyền của cháu Còn nếu như cháu cố tình ngoan cố không trả Thì bác cũng chỉ còn nước báo công an thôi Giao bật cười Lão tuy rằng biến có thể cô là người lấy nhưng mà đâu đó trong suy nghĩ Muốn ăn nằm với cô Vẫn chưa thực hiện được Thế nên vẫn phải xuống nước Nói lời tử tế Mặc cho bản thân đang vô cùng bực bội Giao thì vẫn chưa chịu hạ màn cô đám Vậy nếu như báo công an là canh khiến bác không còn nghi ngờ gì cháu Thì bác có thể báo Cháu đã nói rồi Cháu không hề lấy Đến 50 tỷ tiền thừa kế Cháu còn chưa đồng lòng Vậy thì cái thứ gì gì đó của bác đáng giá bao nhiêu vậy? Và biết đâu cả anh cắm chiếc đồng hồ của bác đã lấy mất rồi thì sao? Bác buồn cười thật đấy. Cứ đi đổ lỗi cho người không biết gì cả. Sao cứ xà mồm trôi bay trôi biến. Vậy nhưng bất chợt ông nhuận cầm lấy tay của sao. Ông nhìn chăm chăm vào mắt của cô rồi nói Mày đừng có diễn nữa cái thể loài nước mắt cá sấu Tao biết thừa rồi Nếu như là đợt trước tao còn tin Nhưng bây giờ thì xin lỗi mày Cái mình Nó còn đọc được đoàn tin nhắn Mày gửi cho thằng Thủy cơ mà Chỗ mày đã lên kế hoạch để dắt tao ra đây Kéo dài thời gian Rồi đưa con mù kia đi Nói đi Chỗ mày đã biết tất cả rồi có phải không Có phải là chúng mày đã biết Tao yểm bùa con đi đó không Giờ phút này thì ông Nhuận không còn giữ được bình tĩnh. Ông kèm sân chặt tay sao gào lên tức tối. Tất cả những người có trên thuyền lúc này bị tiếng quát làm cho chú ý. Họ hướng lên phía đầu thuyền, nhìn hai người đang cãi nhau. Một người hướng dân viên du lệnh thấy Khánh Hiếu Kỳ thì cười tươi hòa hoán rồi nói. <laughs> à, mọi người, à, chuyện gia đình ấy mà, không có gì cả đâu. Mọi người cứ tham quan tiếp đi ạ. À? Chúng ta sắp đến vịnh rồi đấy. Bà Mai đành chạy xa thì con mình ngăn lại nó nói. Mẹ cứ kề nó đi. Cứ cho nó bị đánh chết bà nó đi. Vừa nói xong trên đầu tàu, ông nhận thẳng tay tát vào mặt của sao, khiến cô tì nữa thì ngã xuống đất. Cái mình nhìn thấy cảnh này thì sung sướng hà sa vô cùng, nó nói thành tiếng. <laughs> Thời của mày hết rồi nhá, còn khốn. Giao lấy tay chùa một đường khiến máu ở xiêm mép bị nhoe sang một bên. Cô cười hành hạch trước sự sân sứ của lão nhuận. Người trên tàu bắt đầu xuống lại để đảm bảo an toàn cho sao. Thế nhưng họ chưa đi đến nơi thì sao đã đưa tay ra hiểu mọi người không cần xen vào. Cô nói mà đôi mắt thì vẫn không rời ông nhuận. Mọi người cứ chờ đi. Chúng tôi đang giải quyết chuyện gia đình. Nhìn thấy mặt của sao bình tĩnh Mọi người lại tàn đi Thế nhưng một vài người thanh niên vẫn nói chen vào Cô gái à Có chuyện gì cô cứ gọi chúng tôi Biết là chuyện gia đình Thì người ngoài không nên chen vào Vậy nhưng mà Ông cũng đừng đồng tay động chân với phụ nữ như vậy Nói xong Thì bọn họ cũng sợ đi chỗ khác Sao nhìn ông nhuận hà hê Cô liền nói Ông thấy không Đồng tay đồng chân với đàn bà Phải nói rất chi là hèn Thế mà còn đi yểm bùa lên người vợ mình <laughs> Đúng thật là không còn lời nào để nói Chỉ cần ông còn đồng tay đồng chân một lần nữa Tôi e là sau ngày hôm nay Chắc là ông phải đi lắm răng xả đấy Ngần đấy người thanh niên mà đánh ông thì chỉ có nước liệt giường thôi Nhìn sao sảng khoái Ông nhận lại càng thêm cáu Ông xích từng chứa qua cái răng Nói như muốn nhai đầu cô vậy Mày nói đi Mày biết chuyện này từ khi nào Ai nói cho mày biết Vừa nói đến đây Thì ông nhuận chợt nhớ đến cái hôm sao lau phòng cho ông Cô đã đứng ngay chỗ cây đèn đồ giường Mà ông ta ngủ Có lẽ cô đã phát hiện ra kể từ lúc đó Nhìn thấy khuôn mặt đần đồn của ông Nhuận thì sao giải thích? Chuyện người liệt 5 năm, năm bị anh trai tông vào Tôi còn điều tra ra được Vậy thì chuyện ông làm bùa hài vợ Cũng không thể nào làm khó được tôi Tôi biết rất nhiều Thậm chí những chuyện ông nghĩ Chỉ có một mình ông biết Tôi cũng đã biết hết Ông cũng đừng luôn nóng tìm con búp bê nữa Bởi vì tôi Đã quăng nó xuống biển Từ tối hôm đấy rồi Không khéo thì tầm này bà Nhuần Cũng đã được hóa giải buồn ngại mà trở lại bình thường rồi đấy. Kể cả có con búp bê đó ở bên cạnh giờ này, ông cũng không thể nào điều khiển được bảy nữa đâu. Nói đến đây ông nhuận bật cười lắc đầu, ông tát nhẹ vào mặt của sao rồi mỉa mai. <laughs> con ơi là con, mày vẫn còn non và xanh lắm. Mày nghĩ là tao tin là mày đã vứt đi à? Mày nghĩ là ai cũng có thể đủ tài, dạy thứ bùa chết chóc đó sao? Mày nhầm cho con à Con mồ xà ấy mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh táo trở lại được đâu Loại phụ nữ lăng loàn Dám cắm sừng ông Bắt đồng phải nuôi cái thằng xúc sinh ấy suốt bao nhiêu năm qua Ông Phải cho nó chết Đôi mắt của ông nhuận đỏ ngầu lên dần dữ, Giao gạt phát đi cô nói Ông chỉ dòi biển minh cho hành vi độc ác mà thôi Chỉ về ông nghĩ Thủy không phải con của ông Cho nên Ông đã ra tay với bảy có phải không? Phải đấy. Tao đã làm như vậy đấy. Tao không thể nào chịu đựng được, được cái cảnh mồ sáis làm ship để tao làm chân nhân viên quèn được. Mà cũng chính mụ ta đã đi xét nghiệm rồi đập vào mặt của tao tờ kết quả, thằng Thủy không phải là con tao. Như vậy làm tao đã phải nuôi con người suốt mấy chục năm. Vậy mà lại cứ nghĩ là con mình cơ đấy. Mày có hiểu cảm giác ấy không? Nó nghĩ tao là thằng đần trắng Ông nhận như phát điên thật sự Có thể nói chuyện này là nguyên nhân chính Khiến ông quyết tâm hạ động vợ mình Thế nhưng Ngay đến đây thì sao Vẫn cảm thấy có nhiều điều ổn không Cô liền hạ giọng Lấy lòng rồi nói Ông nên giữ bình tĩnh đi Tôi chỉ muốn tìm cho xa lép phải thôi Đúng Tôi thừa nhận là tôi đã ăn cắp Con hành nhân của ông bởi vì tôi nghĩ Ông đang làm chuyện trái với đạo đức Vậy thì ông có thể kể chuyện Vợ chồng ông mâu thuẫn từ khi nào không Bởi vì biết đâu nếu như ông làm đúng Tôi sẽ trả lại con hình nhân cho ông Và từ nay về sau Tôi sẽ không còn can dự đến chuyện nhà ông nữa Tuy rằng đang vô cùng tức giận Mỗi khi nhắc đến bà Nhuận Vậy nhưng phần vì muốn lấy lại con hình nhân Phần vì chưa bao giờ coi lắng nghe Người đàn ông này kể về Bi kịch gia đình Vậy nên ông ta đã quyết định kể ra Năm ấy thì tao đã xin việc vào công ty của mù Sau một thời gian làm việc Mù ấy đã thích tao Tao phải nhấn mạnh là mù ấy yêu tao trước Rồi sau đó đề cập đến chuyện cưới xin Chứ không phải là tao mùi trài gì mù ấy Như mấy đứa nhân viên quen trong công ty Thấy tao được chồng dùng nên đồn đại ác ý Cho đến khi lấy vợ rồi Tao vẫn làm nhân viên, mồ đã làm xếp thì chớ, lại còn coi tao cứ như là con ở vậy. Ở trong công ty, mồ đã quát nạt tao trước mặt của bao nhiêu người. Không những vậy, khi tan làm, tao còn phải chạy về nhà trước để nấu cơm giặt xuống. Ấy <laughs> vậy mà mồ ta vẫn lên mặt với tao, trời tao là vô sống bất tài. Đành điểm đó là khi Mô đi ký hợp đồng từ tối hôm nay đến trưa ngày hôm sau mới vác cái mặt về nhà. Mày thường nghĩ mà xem. Đàn bà đi ký hợp đồng cái kiểu gì mà lại đi hơn một ngày như vậy? Còn qua đêm ở ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Khi về đến nhà thì mô ta lại còn gân cổ lên cái là không hề có chuyện gì cả. Hôm ấy tao vô cùng bực bội. Mô ấy đi đêm với trai thì tao cũng ngủ được với gái Tao ngang nhiên ngoài tầng trước mặt của mù Để cho mù tức xuôi cả bọt mém Tao muốn hà ra như vậy đấy Ông ăn trà Ba ăn nem Ông đã ngoài tầng rồi Tại sao lại còn yểm bùa bấy để làm gì Giao phấn nộ nói với ông Nhuận Ông ta nhích mép lắc đầu rồi đáp <laughs> Mày nghĩ là câu chuyện chỉ có như vậy thôi à Chưa hết đâu nếu như mùa ấy chỉ có đối xử với tao như vậy thì tao cũng không ác đến mức như thế. Ngày hôm đó tao bị đau ruột thừa nên phải mổ. Sau một tuần nằm viện thì tao nghe lén tin từ bác sĩ rằng trong lúc gây mê để mổ ruột thừa con đi ấy con bào tiền tay thắt luôn ống sấn tinh của tao. <laughs> Mày có biết các ống sấn tinh có nghĩa là từ đó về sau Tao sẽ không thể nào có con được nữa không? Mày ngay như vậy, mày có cảm thấy là nó ác độc không? Nó làm như vậy thì khác gì làm hoàn tao đâu. Trong lúc tao sống vì lý do sức khỏe, nó còn đến cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ADN rồi vứt vào mặt của tao. Nó nói rằng thằng Thủy không phải là con tao. Bây giờ tao không có khả năng để làm cha. Ngay đến thằng Thủy nuôi từ bé cũng không phải là con. Tao hận con đi ấy cả nghìn lần Nhưng mà giết nó ngay Thì nhẹ nhàng cho nó quá Không những thế Nó còn có cả một gia tài đồ sổ Tao mà bỏ đi thì chỉ có thiệt thân Vậy nên tao đang ngay ra cánh Yểm bùa điên con đi ấy Để cho hai mẹ con chúng nó hàng ngày thấy tao ăn sung mặc sướng Dân gái về nhà ôm ấm Sống xa hoa hưởng lạc Phải cho con đi ấy nếm mùi đau khổ Với bốn bức tường cô quạnh thằng con của nó sẽ chán đời bằng yên ngâm <laughs> tao không tin tao không tin là tao lại không có khả năng làm cha được nữa tao sẽ ngủ với thật nhiều gái trẻ nhất định tao sẽ có một đứa con mang dòng máu của riêng tao để nối dõi ông nhận nói xong thì nắm chặt tay rồi đấm mạnh vào màn tàu liếc qua sao ông thấy cô im lặng thở dài ánh mắt buồn bá nhìn xuống biển lão cứ nghĩ là cô hiểu mình là người bề hài cho nên nói sao tao biết mày là đứa biết suy nghĩ và rất thông minh vậy nên sẽ hiểu được ai tốt ai xấu hơn nữa thì chuyện này không phải là chuyện của mày chỉ cần mày trả lại tao con hành nhân thì lập tức tao sẽ không nhắc đến chuyện này nữa không những thế tao hứa sẽ cho mày thật nhiều tiền và xây nhà cho bố mẹ mày ở quê Chẳng phải là bố mẹ mày đang rất khổ sở hay sao? Ông Nhân đành nói những lời ngọt nhạt để mua chuộc sao? Ông ta không biết trong áo của cô lúc này đang giấu con hành nhân. Vì nghĩ rằng sau hôm nay có thể ông ta sẽ phát hiện ra chuyện nên cô đã cầm theo trong lúc nguy hiểm còn có cái mà đe dọa. Giao trầm ngâm thế nhưng sau đó cô liền chầm dòng gật đầu. Được. Sau chuyến đi này Tôi sẽ về lại Rồi lấy con hình nhân tròn. Tại nhà của thầy Morkel Ông ta đang lấy những vật dụng cuối cùng Để hoàn tất việc giải ngại Sau khi đổ một vòng tròn gào lẫn muối giữa nhà Rồi cho bà Nhuận nằm vào trong Đặt bà ta nằm sớm Khẽ cắt máu của mình ở ngón trỏ Rồi điểm một dấu ở chán Hai dấu ở bàn tay Hai dấu ở bàn chân Tiếp đó Ông lấy ra một cây kim dài tầm 20 phân găm thẳng vào đỉnh đầu của bà Nhuận. Dán lá bùa vào lưng. Trên người của bà Nhuận lúc này không còn mảnh vải che thân nào cả. Khắp người thì được ông vai những ký tự khó hiểu vô cùng. Khẽ cầm bó soi sâu để bên cạnh. Ông cụ xua tay ra hiểu cho ông Tư và Thủy ngồi tránh xa vòng tròn gạo mà ông cụ đã làm. Hai người lặng lẽ đi về phía góc nhà sau thầy cụ quan sát. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng lành gáy. Đồng hồ lúc này điểm 12 giờ trưa. Chờ bên ngoài kha nắng. Ấy vậy mà trong nhà, ông cô đóng chặt cửa lại. Tối om cứ như thể là ban đêm vậy. Chỉ có nơi bà nhuận nằm là phát sáng. Bởi vì dưới nhà có lắp một miếng gương bát quái chiếu thẳng vào người bà nhuận. Sau khi khấn bàn thờ, ông cô khoanh chân ngồi trước mặt, rồi sau đó Ông nhìn vào vòng tròn gạo Bắt đầu nhắm mắt Tất cả đều im bặt Không có một tiếng động Ngay đến cả Thủy nút nước bọt Cũng nghe thấy xó sàng Sau khi lầm bầm đọc nhỏ Ông cổ đọc tên to Ông đọc tên tuổi Địa chỉ nhà Quê quán Nghề nghiệp của bà Nhuận Kể từ lúc ấy Tứ phía Căn nhà đều rồn lên những tiếng xì xèo Nhai đang họp bàn ấy vậy mà lại không luận xa tiếng nói đó từ đâu. Trong khi trong nhà chỉ có ba người, mà không hề hé răng hay phát ra tiếng động gì cả. Ngồi lên vơi một đống tiếng nói chuyện như thể đang ngồi giữa vài chục người, thế nhưng mà lại không nhìn thấy ai cả. Thủy bắt đầu run sợ, ngồi nép vào ôm tư. Nếu như không chứng kiến sự việc này thì chắc có lẽ Thủy không thể nào tin nổi trên đời này lại có chuyện ma quỷ hay buồn ngại như thế. Bấn chợt tiếng người im bặt đột ngột thay vào đó vòng tròn được tạo thành từ gào cứ đen dần đen dần từng chút người bà nhuận lúc này cũng đen kịt lại mà không cần phải cầm bó nhang đang cháy soi vào như sáng nay mồm không ngừng đọc những câu địa phương không ai hiểu lâu lâu thì ông rút cây kim cắm dưới đỉnh đầu mỗi lần rút lên bà nhuận co giật liên tục khiến ông cụ lại phải cắm kim lại vị trí ban đầu và đến lần thứ 9 khi rút kim ra bấy mới không còn co giật nữa. Vòng tròn gạo được tạo thành bởi gạo đã cháy xém hết sạch, không còn hạt trắng nào lành lặn cả. Khẽ khàng đặt cây kim trên mặt đến, ông cụ ngồi thở rồi lấy tay thấm mồ hôi trên trán, đang chảy xa từng dòng. Hành làm những việc làm vừa rồi của ông cụ, khá mất sướng. Dường như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên đôi vai của ông vậy. Sau đó, Ông ta lấy ra 12 quả trứng gà luộc sẵn Lần lượt lăn từ lưng lăn lên Cứ lăn hết quả này rồi đến quả kia Quả nào quả nấy sau vài vòng lăn đều trở nên đen kịt Từ lòng trắng cho đến lòng đỏ Thế nhưng mà mỗi một lần lăn Dần dần thì những quả trứng về sau đỡ đen Rồi dần dần trắng như ban đầu Ông cũng thở phào tiếp tục làm những công việc tiếp theo Thế nhưng mà khi sự việc tưởng chừng Đang tiến triển tốt thì bất ngờ Bà nhuận liên tiếp co giật Tay chân của bà co quá nổi gân đen Rồi gao xuống nền nhà Trong lúc ấy Ông cổ một lần nữa găm kim vào đầu Thế nhưng lần này bà ta không những không bớt Mà còn mỗi lúc một co giật mạnh hơn Bà ta lại còn lấy tay hất văng ông cụ ra khỏi người mình Trong khi ông đang cố gắng kiềm hám Khống chế bà một cách vô cùng khó khăn Mau lên Mau lấy gạo đổ thành một vòng tròn lớn đi Nhanh lên Ông cổ gào lên xa lệnh khiến Thủy và ông Tư hoàng hồn chạy đi tìm gạo. Sau khi nhìn thấy bao gạo ở góc nhà, Thủy bê cả một bao đầy lên, rồi ông Tư vén thành một vòng tròn khác. Vòng tròn này lớn hơn và dày hơn vòng tròn trước rất nhiều lần. Xong xuôi, hai người nhanh chân ra khỏi đó. Ông cổ vật lộn với bà Nhuận đang vùng vẫy, nhưng mà mồm thì vẫn không ngừng đồng thần chú. Nhưng tiếng người nói lại vang lên trong căn nhà tối hôm. Chỉ là mờ phát ra từ cây gương bát quái Lúc này thì gào từ vòng tròn Bây giờ bùng cháy lên dữ rồi Chứ không còn âm mỉ như ban đầu nữa Trong khi đó thì bà Nhuận Vẫn gào lên giấy rùa đau đớn Ông cô nhanh tay Thó ba cây kim gam lên đầu Và hai tay hai chân của bà Nhuận Như thể cố đành khiến bà muốn thoát ra Nhưng mà cũng không thể nào thoát nổi Sau đó thì ông cô đứng dậy Một tay ghi vào đầu của bà tại kia thì lấy soi sâu rồi vụt liên tiếp vào lưng. Mỗi cái quân vào da thịt đều hành lại thành những vết đen kịt. Bà Nhuận không ngừng gào khóc trong đau đớn. Móng tay cao xuống nền nhà đến xỉ máu nhưng mà vẫn quằn quại khổ sở. Thủy nhìn thấy mẹ bị hành hạ thì bật khóc. Anh đành chạy đến thì ông Tư đã giữ tay anh lại lắc đầu. khéo ông chặt lấy anh không cho anh nhìn thấy cảnh kinh hoàng đang diễn ra. Ông Tư thì thào vô về. Được rồi, được rồi Đừng nhìn nữa Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Về phần bà Nhuận Sau một lúc đau đớn thì vật xa đến bất tỉnh Khói từ bàn tay của ông cụ để trên đầu của bà Bay lên mơ màng Những vết hành sau khi bị thầy mo đánh Bây giờ cũng biến mất Làn da của bà Nhuận cũng đã hồng hào trở lại Ngồi bệt xuống bếp thở không ra hơi Thầy cô vẫn phải nói <laughs> Đi xuống bếp Có cái giò trứng tiếp tục luộc 12 quả Rồi bóc ra mang lên đây cho tôi Ông Tư gật đầu rồi chạy xuống bếp ngay Bởi vì nhà thầy ho nấu bằng sơm Thế nên cần phải nhóm lửa Căn bếp ẩm thấm cho nên khói quần tuét cả mắt Khiến ông chảy nước mắt Vừa nghi ngút đồn Chỉ 10 phút sau đó Ông Tư đã luộc xong 12 quả trứng gà Bóc ra rồi mang lên cho ông cổ làm lễ Khi vào đến nơi cái vòng gào sáng xưa nhà cũng đã tan Ông cụ nhận lấy 12 quả trứng trắng Rồi tiếp tục lăn lên người Vậy là 24 quả Được lăn lên người của bà Nhuận Chứ không phải 12 quả như ông đã làm Lúc này mồ hôi túa xa như tắm Ông quay lại nói với Thủy và ông Tư Cũng thấp thòm tò mò Bà ấy bị ẩm nặng quá Mười năm dòng giá bây giờ mới được xài Sợ thật đấy Nghe thầy cô nói Thủy vui mừng khôn xít Anh liền hỏi lại Như vậy là mẹ tôi khỏi rồi có phải không thấy Thầy cô không đáp Ông lăn xong quả trứng 24 cuối cùng Thầy lầm nhầm trong mồm đọc chú Rồi ấn thẳng vào lưng của bà Nhuận bất ngờ cái vết bơn sau gáy Phòi nước đen chùi Rồi sau đó trào lên sôi sụp như núi lửa vậy Trong cảnh tượng này Ai cũng nghĩ bà Nhuận trên chưa sống gì nổi đâu Đợi cho thứ nước đen nhờ nhớp ấy không còn trào lên nữa. Lúc này cho đó, lóm xuống sâu, cứ như thể là một vết thương chưa lành dì máu, chuyển sang đỏ tươi. Ông cổ mơi thò hai đầu ngón tay vào mò mấm, ngập trong máu nhầy nhùa. Như vừa mơi tóm đường thứ gì đó, mặt của ông sán dần rồi lôi thứ đó ra khỏi gáy của bà Nhuận, chưa còn mắt cân ngạc của hai người. Ờ, à, kìa, kia là ông từ lắp bám khi ông cô vừa để thứ đó lên nền đất nó giống như một miếng vải à không đó đích thì là một miếng giấy gió to bằng một bàn tay tờ giấy đó đã ở sau gáy bà nhuận suốt 10 năm vậy mà không một ai hay biết cả khe run rẩy nhấc tờ giấy mỏng manh ngâm trong máu thế nhưng mà nó lại không bị rách mà vẫn nguyên lành một cách kỳ lạ khi tờ giấy được trải ra, ông cụ phát hiện ra đó là miếng bùa yểm chú cuối cùng để khiến bà Nhuận trở thành kẻ điên loạn. Ông cụ cũng thở dài. Ông nhìn chăm chăm vào bà nhuần rồi thú thật. Có lẽ... Có lẽ là 10 năm trước, chính tôi đã yểm bùa người đàn bà này. Sao biết? Thủy không mấy ngạc nhiên khi ông cụ phát hiện ra chuyện này. Bởi vì khi sao nói đã tìm thê sành thiêm cú của ông cụ trong ngăn kéo của ông Nhuận, thì Thủy cũng đã đoán ra sự việc. Ông cụ là người yểm bùa bà Nhuận năm xưa. Giờ lá bùa sinh máu lên ông giải thánh. Mỗi một người làm bùa sẽ có cách luyện bùa khác nhau. Đây là lá bùa tôi viết. Nén của tôi. Chắc chắn tôi sẽ nhận ra Thật không ngờ rằng tôi lại dài cho bà ấy sau 10 năm dòng giá đầy đau đớn. Ông cổ bàng hoàng lắc đầu. Thủy biết là ông ta chỉ làm vì tiền thế nên truyền ông Nhuận nhờ ông ta hiểm vợ mình. Đến bây giờ con trai ông Nhuận là đến giải bùa cho mẹ. Ai có tiền thì ông mới hiểm. Ai có nhu cầu thì ông mới giải. Ông cổ ở giữa không mất mát gì cả. Trả lời câu hỏi của Thủy ban nãy ông cổ đáp Chuyện bùa ngải, Dài đã xong rồi Thế nhưng mà hai người cũng biết đấy Chất độc để trong người vài năm còn chết Chứ đừng nói bùa điên trong người Mười năm hành hạ Chắc chắn sẽ có dư âm Sợ rằng sau này trái gió trở trời, trời Sẽ bị đau đầu hành hạ Tuy rằng không đến nỗi điên loạn như trước Nhưng mà vẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe Thế nên nếu như người nhà đã biết được người yểm Hãy tìm con hình nhân ngày trước Điều khiển bà nhà rồi lấy máu của người yểm Cắt ngón cái nhỏ vào con hình nhân Như vậy là đã hoàn thành mọi thứ Cần phải làm ngay Càng nhanh càng tốt Thủy nghe xong thì nhìn ông cụ tần ngần Một lần nữa Người anh nghe đến lúc này là sao Vậy nhưng cuối cùng khi nhấc máy gọi cho sao Lòng anh bấm nặng nề vô cùng Lúc này thì sao bắt máy Thủy nói ngay Em à Giải được bùa rồi đấy nhưng mà bước cuối cùng phải làm Đó chính là Chính là Phải lấy máu ngón tay cái của ông ta Nhỏ vào con hành nhân Vừa nói đến đây Thì ông Nhân từ phía bà May chạy đến Giật máy điện thoại Ông ta gào lên trời thủy Mẹ kiêm Lũ khốn nạn chúng mày Hủy hoài cuộc đời của ông còn muốn làm gì nữa đây Chúng mày sẽ không bao giờ dài được bộ cho con đi đó đâu Nói xong thì ông ta cũng tắt máy cái mốc dài lòng thòng chưa vô khi bí mật của sao Là cái dĩ điện Cũng bị hành động cục cằn của lão Làm rơi xuống biển Nhìn theo một cái ngần người Sao hụt hứng không biết phải đối mặt với lão nhuận ra sao đi Cuộc nói chuyện bàn này khiến Láo muốn tăng sông Ông ta ho lên mấy tiếng rồi thổ ra một cục máu đen tanh tưởi Trong khi bà Mai và cái mần chạy đến vút ngực Rồi lấy nước cho lão uống Sao đứng nhìn chăm chăm vào ông Nhuận Mà cụ thể Là ngón tay cái Cô nhìn không chớp mắt Giờ phút này thì lại là một thử thách nữa Đối với sao Phải lấy máu của ông ta cho bằng được Nhưng mà con sao cũng đã mất rồi Lấy cái gì mà uy hiếp đây Còn đi này Mày cũng chỉ mang đến xui xẻo cho người khác thôi Ai mà cứ gần mày Thì y như bài là có chuyện ngay cái mình đang bô bô nói vào mặt của sao Trong khi cô còn đang suy nghĩ Lấy máu của ông bằng cách nào Ông ta cũng không điên Mà cho cô xin một ít máu Tầm này đôi mắt lừa đừ Trắng xá kia đang nhìn cô Cô biết là nếu không làm gì Thì đến buổi chiều khi mà tàu cập bến Cô một thân một mình đi về phòng Lão ta sẽ không để cô yên Chỉ bằng làm loạn Ngay tại nơi đông đúc này Nhiều người chú ý May ra Cô sẽ đường thoát nạn Khi mà cây mồm của con mần còn xít lên trời mắng dao đã nhìn vào mặt của nó Rồi tát một phát thật mạnh Khiến cho đôi tai của nó cũng mù đi Trong lúc hoa mắt đứng không vững Cô kéo cái mần lên đầu tàu Rồi đập cái chai coca dành cho khách Để ở gần đấy Không ngần ngại Dí nó vào ít hồ của con mần Một canh số sàng đến tưa cả máu sau gào lên rồi khống chế các người đứng im đấy Ai còn tiến lên bước nào Tôi đâm chết con đi này ngay Tất cả những người có mặt trên tàu Được một phèn nháo nhác Họ từ từ lùi hết về phía sau Sợ sao làm càn Với cái mặt đỏ bự Tay cầm mảnh xanh dí vào gân nổi lên xanh dờn đó Thì không ai nghĩ là sao đang đùa đâu Cái mần sợ đến run cả người Nó lắp bắm trời thề Tiền sự con đi nhà mày chứ Mày đành dọa bà đi sao? Bà không sợ cái loại như mày đâu. Đáp lại lời nói của mình. Một lần nữa thì mảnh chai cứa vào cổ nó ướt súng cả máu. Giao nhích mép rồi cười. cười. mày có biết vì sao? Mẹ mày phải sợ tao không? Bởi vì việc gì tao cũng dám làm cả. Kể cả là giết con khốn nạn như mày tao cũng dám. Đã bao nhiêu lần rồi mày đã cản đường tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết mùi sợ hãi là gì nhé. cứ mỗi một câu nói thì sao lại nhích hồn khí vào cổ khiến cho cái mình sợ đến nỗi muốn tè cả xác quần ấy. nó mếu máu rồi cầu xin. ôi, ôi gì ơi, con sai rồi, con biết là con sai rồi mà. từ nay về sau con hứa, con sẽ không đồng đến gì nữa. gì ừ, à? Dì bình tĩnh lại đi Dì đừng có làm bừa nhá Có gì thì từ từ rồi nói mà Vậy nhưng sao vẫn không hề buông xa Bà Mai nhìn thấy sao uy hiếp con gái Thì đứng bật dậy rồi nói Sao ơi Bình tĩnh đi đã Có gì từ từ nói Diên khai mẩn rồi thì cô cũng không thể nào sống yên ổn được đâu Bà Mai sợ con gái chết thì cầu xin Sao ở phía bên này nói thẳng mong muốn của mình? Bà nghe cho ký đây. Tôi chỉ cần bà lấy một ít máu của láo nhuận để vào cái nắp chai rồi đưa nó tiến lại đây. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Sau khi lấy được máu của láo tôi hứa sẽ không làm gì cái mẩn cả. Nhưng mà nhưng mà vì sao cô lại phải làm như vậy chứ? Cô bị điên hay sao thế? Bà May mếu máu đáp lại Nhưng mà cô không giải thích gì cả Chỉ lặp lại cô nói vừa nãy Một là đổi lấy máu Còn hai Còn mày sẽ phải chết cùng tôi Lúc này tại nhà của ông cô Bà Nhuận vẫn đang mê man bất tỉnh Sau khi trả tiền công hồ hính Thầy cô vui lắm Mấy chùm chiều chưa có ít gì đâu Khi đã nhận đồ Thủy lấy ra thêm một cọc tiền 30 triệu nữa Để ngay ngắn lên bàn rồi anh nói Số tiền kia là tiền tôi trả về chuyện xài bùa cho mẹ tôi Còn bây giờ Chỗ tiền này tôi muốn thầy làm bùa cho tôi Khe ôm lấy ba chục triệu nữa Thầy cô vui vẻ rồi nói <laughs> Được chứ Có tiền thì làm bùa nào cũng được cả Cô cứ nói đi Cô muốn làm bùa gì đây Thủy nhìn vào mắt của ông cô rồi lành lùng nói Tôi muốn làm bùa điên Ông cô nghe xong thì nhớ mày Ông hỏi lại Thủy Cậu đang đành trả thù kẻ làm hài mẹ cậu chứ gì Tôi nói thật nhé Không nên đâu Bởi vì nếu như hắn đã tìm đến tôi để làm bùa Khi bị điên Hắn sẽ lại đi xài Và lại bùa điên này không phải là một cái là điên ngay Cần phải có thời gian cậu à Thủy nghe như vậy thì vội vàng nói Thế thì có cái bùa nào bị quài chân hay quài tay gì không Ông cổ nghe xong thì gật đầu ông nói um, Cái này thì đơn giản thôi Tôi sẽ làm ngay cho cậu Rất lời thì ông cụ lấy giấy Cùng với đồ đạc ra chuẩn bị làm bùa Ông thư ngồi đấy nghe như vậy thì vội vàng khuyên ngăn Hồi cậu à Làm chuyện này cũng không tốt đâu Chỉ bằng là mình cứ sao láo cho công an là được Lúc bà Nhuận còn làm Tôi phát hiện ra hắn Cái khống giấy tờ đến Để chụp lời Nay thì mình cứ vin vào chuyện đó Rồi tống hắn vào tù Nhà thì cũng phải chụp năm Còn bà Nhuận đấy Tôi nghĩ ta không nên làm dùng chuyện buồn ngày này thì hơn Bác từ về sở thủy Bị cuốn vào tội lỗi Thì cũng khuyên ngăn bởi vì nếu như làm bùa Chẳng phải là anh Cũng giống như lão nhuận sao Thế nhưng mà Thủy giải thích Cháu biết là bác đang lo cho cháu Thế nhưng mà bây giờ cháu phải lo cho sao Khi nãy cháu gọi cho cô ấy Ông Nhuận đã biết hết sự tình Rồi lại còn nói vòng vào trong điện thoại nữa Cháu đang nghe rõ ràng như vậy Cháu rất lo bác ạ à. Bây giờ chúng ta không đến được Hải Phòng Để xem tình hình ra sao vì vậy cháu muốn thầy cô làm bùa Để vô hiệu hóa hành động của lão Để phòng ông ta sẽ hại sao Bác yên tâm đi Tuy rằng cháu Có thù hận Đúng thật là muốn trả thù đấy Nhưng mà cháu vẫn rất tỉnh táo Bác cứ tin ở cháu đi Bác từ nghe xong thì gật đầu Nếu như Thủy đã nói được như vậy Thì bác cũng yên tâm Vừa lúc ấy Thầy cô cũng đi lên với một loạt đồ đoàn thế ông lại thêm tổ bắt tay vào việc luyện bùa lúc này ở trên tàu tất cả mọi người đang nhìn về phía sau một cách đầy khó hiểu có vẻ như ai cũng nghĩ là sao bị điên thế nhưng mà ông nhuận có vẻ hiểu sao vấn đề tuy rằng mệt lao Tà vân cố gắng thở rồi hỏi sao nói đi có phải là chúng mày đã giải được bùa cho nó rồi có phải không Sao đứng ở phía này cười cười Cô gật đầu đắc ý rồi đáp <laughs> Phải đấy Thủy đã giải được bùa cho mẹ của anh ta rồi Ông không ngờ đến có phải không truyền đã vào tay tôi giải quyết Tất nhiên là phải thành công chứ Ông nhận nghe xong Thì lại càng tức tối Thổ huyết thêm một lần nữa Công nhân cơ hội này sao nói thêm Chẳng là ông đang bị ngài quật có đúng không Tôi nghe nói là sau khi giải được bùa ngài Người yểm Chắc chắn ít nhiều Sẽ bị ảnh hưởng Thậm chí là mất mạng Ông nhuận à Ông đã làm quá nhiều điều thất đứng Lúc này thì ông cần tành ngồi xa Để còn đường mà quay đầu Tôi cần máu của ông Để hoàn thành bước cuối cùng Giúp bà nhuận trở lại bình thường như trước Vừa nói thì sao Vừa rút con hình nhân để lên nền tàu một tay thì vẫn túm tóc khống chế cái mệnh Nhìn con hành nhân Đôi mắt của ông nhuận đục ngầu ướt đẫm Quê gối xuống nền Ông run ròng rồi nói Tôi thua rồi May à Mang con sao và cái nắp chai lại đây Tôi sẽ làm đúng theo ý của nó Thế là bà Mai nhanh chân đi lấy con sao Cắn thức ăn trong bàn tiệc Đưa nó cho ông nhuận Ông vừa lớn thân vừa đi đến chỗ sao. Vừa cửa một đường ngay ngón tay cái. Máu thì bắt đầu nhỏ giọt. Những người xung quanh nghe thì cũng hiểu được đôi phần. Họ biết là người đàn ông đứng trước mặt kia là một kẻ yểm bùa vợ mình. Và cô gái trẻ kia đang uy hiếm giữ người. Chỉ là mong muốn giải bùa cho người đàn bà tội nghiệp đó thôi. Quay trở lại với căn nhà của ông cụ. Ông cổ bài biển các thứ lên đến Gồm ba lá bùa vàng Bốn cái kim bạc Một con hành nhân và một bó hương lớn Sau khi nhóm con hành nhân vào một cái chùm Lôi lên thì nó nhơ nhớp màu đen Lại còn tanh nữa Con hành nhân được vớt ra Để vào lá bùa bọc lại Ba lớp cẩn thận Sau khi để được một lúc Thứ nước đặc quánh đen kịt như hồ Cũng khô lại Ông lấy cây hương còn đang cháy Vết nhân ký tự lên chán con hành nhân Rồi quay sang hỏi Thủy Bây giờ thì cậu đọc tên người cần niệm đi Nguyễn Văn Nhuận Sinh ngày 11 tháng 12 Năm 1960 Quê quán Số điện thoại Thủy lành lùng đồng chi tiết thông tin của ông Nhuận Hơn ai hết anh hiểu Sao lúc này bị phát hiện sẽ vô cùng nguy hiểm và nếu như ông Nhuận đã không phải là bố của anh Lại còn độc ác đến như vậy Thế thì Thủy cũng không mất quá nhiều thời gian Để đánh đo xem Có nên ra tay với ông Nhuận hay không Sau một hồi tỉ mẩn khắc xong Ông để con hình nhân trên bó nhang Rồi đầy lá bùa đỏ lên như thể Đang khâm niệm một người chết Vừa dẫn câu chú Ông găm bốn cây kim vào hai tay hai chân Khẽ nhặt lên đưa cho Thủy Ông cụ nói Xong rồi đấy Một lúc nữa thôi thì sẽ có hiểu nghiệm Lúc này ở trên xu thuyền Các vị khách có mặt trên đó lùi hẳn về phía đuôi tàu Bởi vì sợ sao làm càn Người quay video Người thì gọi công an Tất cả đều vô cùng sợ hãi Ông nhuận thì trầm sái đi đến gần sao Mỗi bước đi của lão ta vô cùng cẩn trọng Thế nhưng mà dường như có điều gì đó khiến sao bắt đầu cảm thấy bất an Cô gào lên xa lệnh Khoan đã Ôm dừng lại Bỏ sao xuống Trước lời yêu cầu của cô thì lão ta vẫn cứ tiến lại mỗi lúc một nhanh. Bây giờ thì sao đã đoán được ý đồ của lão, thế nhưng đã quá muộn. Lão ta đi đến cầm con dao sáng loáng, xiên một nhát vào phần bụng của mình, khiến nó không còn là lá chắn trước mặt của cô. Trong giây phút ngắn ngủi, nó trở mắt lên nhìn người giường thân yêu mà nó đã nuôi hy vọng rằng Người cha này sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con nó cả cuộc đời. Máu từ trong mùa bụng phun ra như mưa. Đến giờ phun sắp chết này, nó cũng không hiểu tại sao nó lại bị giết. Nhưng mà nó không hề nghĩ được rằng, Lão nhận chưa bao giờ coi trọng mẹ con nó. Hai mẹ con nó chỉ giống như một manh áo mới thôi. Một khi không còn thích thú thì Lão sẽ không màng mà nhấn tâm vứt bỏ. Giờ phút này cái mẩn đồ gồm quy gối xuống đất. Ông nhận thấy nó vướng viếu thì liền nắm cổ áo của nó quăng xuống bờ biển. Lúc này trên đầu thuyền chỉ còn lại sao và ông nhuận. Người thì cầm mảnh xanh, người thì cầm sao nhọn cố thủ. Hai người rất khoát chia hung khí vào mặt của nhau, chưa sự sợ hãi của mọi người xung quanh. Bà May nhìn thấy con gái của mình bị đâm rồi quăng sát xuống biển, thì căm hận lão nhuận Bà đành lao đến sống còn với lão thì đã bị người phía sau ngăn lại Bây giờ mà lao vào Thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu Ông Nhuần cười khẩy Lão ta dĩ con sao vào mắt của cô rồi nói Sao <laughs> Mày thua rồi nhá Tốn nhất thì Đưa con hình nhân đó lại cho tao Đây không phải là chuyện của nhà mày đâu Giao cũng nở ra nụ cười một nụ cười giòn xác không kém phần ông Nhuận là bao. Cô đã Vì sao mà ông cứ phải sống chết Lấy cho bằng được thứ này để làm gì Bây giờ thì bà Nhuận đã được xài bùa rồi Ông còn cần con hình nhân cũng vô dụng thôi Mày im ngay đi Tao không tin chúng mày có thể xài được Mà nếu như xài được Tao sẽ tìm những thầy bùa giỏi hơn Yêm nhiều loài bùa chú cho con đi đó sống không bằng chết. Vừa nói dứt lời ông ta tiến đến cầm lấy con hành nhân với vài đắc thắng. Trong khi sao không có gan tiến đến, mặc dù trong tay vẫn còn mảnh chai. Dẫu sao, cô cũng chỉ là dòi cho lão sợ. Chứ người như lão cô lì thế nào được? Vậy nhưng trong lúc ngỡ là mình đã thua, và lão ta cũng không để ý, thì vô tình tay của lão chạm vào con hình nhân Ngón cái vẫn còn đang dính máu In một vết gió đầm vào nó Lão cầm nó lên Lập tức nó muồn ra Vớ vồn thành nghìn mảnh Cứ như thể đất sét chứ không phải bằng gỗ như ban đầu nữa Quá hoàng mang không biết làm gì Khi mà thứ quan trọng nhất của lão cuối cùng Cũng đã bị phá hủy Giờ đây thì lão ta Thực sự đã nổi điên Lão gào âm lên tra hỏi sao cái quái gì đang xảy ra vậy Nói đi Mày đã làm gì con hình nhân này Mau trả nó lại cho tao Nếu không tao sẽ giết mày đấy Nói rất lời thì lão ta cầm con dao sống chết đòi đâm cô Sao hoàng sợ Không còn cách nào Bèn nhảy xuống biển thoát thân Sau đó thì lão ta chuyển sang gây gồ với những người có mặt trên tàu Gặp ai thì lão cũng đòi chém đòi giết Đám người nháo nhác sợ hãi chạy hết Có người cũng nhảy xuống biển lần trốn Khi mà ai cũng không dám lại gần tên sát nhân Thì bất chợt Hắn tàm đứng đơ ra như pho tượng tay vẫn giơ lên con dao sáng loáng Đành đâm người Người quả lão không thể nào cử động được Cứ như thể có hàng ngàn cái kim găm vào huyệt đạo Sau một lúc đứng không nhúc nhích, Lão ta ngã lăn ra đất giống như cây chuối Mồm tiểu ớ không thốt thành lời Tay chân cứng đờ không thể nào hoạt động được Nhìn thấy láo không được bình thường Mọi người mới xuống lại xem Thì mặt của láo giờ đây Đã tím ngát, Mồm thì xuôi bọt mép Tay chân co quắp lại Bọn họ cũng hối hả gọi điện thoại cho công an Và y tế đến ứng cứu Sao cũng được người ta vớt lên bờ Được một lúc sau đó Thì cô cũng ngất xỉu Trên dù thuyền cũng không xa vành nữa Mà quay đầu khẩn cấp khi cập bến, nhân viên y tế và công an đang trực chiến kịp thời. Từng hành khách đi xuống, ai cũng mặt mày tái mét, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là chuyến đi nghề dưỡng hai hùng nhất đối với tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và phải nói rằng là từ đầu đến cuối của bộ truyền này, thì không có một tập truyện nào mà tác giả Sao nên không khiến chúng ta cảm thấy hồi hộp và thót tim để theo dõi cả uhm, anh sa tin chắc là giờ đây uh, những sóng gió kia cũng đã tạm lắng xuống rồi uh, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết nào sẽ dành cho lão nhuận đây và bên cạnh đó thì câu chuyện tình yêu uh, giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao uh, cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyền này Hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ cái kết của câu chuyện được phát sóng vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và ngoài ra thì ngày hôm nay anh Sa cũng có một thông báo nho nhỏ dành cho quý vị và các bạn. Đó là có rất nhiều câu hỏi từ phía quý khán thính giả. Trong quá trình lắng nghe chuyện thì bắt gặp rất là nhiều video quảng cáo. Về việc này thì anh Sa cũng đã từng thông tin đến quý vị và các bạn rồi Thế nhưng mà chắc có lẽ là cũng nhiều khán thánh giả chúng ta chưa biết à, Thì những video quảng cáo này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh Sa cũng như ekip chỉ sầu Và nó là do Youtube chèn vào tự động à, Và cũng nhờ có những video quảng cáo này mà ekip mới có thêm thu nhập Để có thể trang trải những chi phí như là bản quyền, uh, mua chuyện, um, kỹ thuật ánh sáng, phòng thu... Um, MC vân vân, uh, Rất hy vọng rằng là quý vị và các bạn Có thể thông cảm về vấn đề này Và tiếp tục ủng hộ cho anh Sa Cống như Kiếp Chỉ sầu nhé um, Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều Còn bây giờ thì thời lượng chương trình Cũng đã khép lại rồi Anh Sa xin kính chào tạm biệt Và chúc tất cả quý vị và các bạn Một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé